Hello tất cả anh em nha, kiếm phép đội ăn trộm mà. Ui đây rồi, đây rồi, nó là đây rồi. U đi luôn, lại là thìa vàng à. Ôi rồi ôi, ok cho anh em ơi, game này là chốt long tộc là tuyệt vời luôn này. Suýt nữa thì có 5 long tộc từ sớm nhở. Suýt nữa là có 5 long tộc từ sớm đấy chứ. 5 long tộc từ sớm là anh em chỉ có khóc thôi. 3 long tộc. Tập này chỉ cần A xe thôi là chúng ta có được ấy rồi. Có đủ. 5 long tộc rồi. Ô. Game độ. Ai à. À, từ ADD này có con Kalista xuyên một phát. Ba thằng nhà mình nó bay luôn. Bán hai con này đi thì cũng chỉ có 6 tiền. 8 tiền. Phải chắc lên cấp xíu anh em nhé. Để tăng tỷ lệ ra xe. Không có à. Có thôi. Không có thì thôi. Đợi trứng nở ra cũng được. Cái gì đây? Nhật quang cho cái gì đây? Eco lên 30 tiền rồi à? Eco rồi sang đây múa luôn à? Kỵ sĩ ác quỷ. Sao đội hình nhìn nó tròn chỉnh thế này nhở? Linh của bảo có vẻ tròn trĩnh nhở. Ui xa rồi nè, nó cũng có long tộc càng đê. À lắp đồ huyết kiếm rồi. Huyết kiếm rồi, khó cho ra rồi nè. Ở đây khó cho ra rồi nè, rồi đây. Cái siêu sẻng này thì em mình lắp cái ấn gì bây giờ ta? Cần một cái búa rèn. A xe luôn không? A xe please. Ây da, nó là set 2. Nó là con set 2. Vẫn là Eco à. Con heo cứ lăn quay thế này. Không gặp à. Asura. Tuần này mình khỏi tích tiền luôn. Chơi game không cần tích tiền cái gì hết á. Chơi game là không cần tích tiền gì hết luôn. Chơi vậy luôn mà nó mới ngầu đúng không? Chơi vậy thì nó mới ngầu luôn đi anh em ơi. Chưa rén cái gì. Na 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 na. Na na na. Tê 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 na na na. Tê tê tê. Không có a xe rồi nhở. Không có Asle thì chắc là mình sẽ lấy Yasuo vậy. Không có Asle thì chúng ta lấy Yasuo. Asle ơi. Vẫn là Z ạ. À. Thôi chắc không roll nhá anh em nhá. Roll để chết. Không roll.
thiên thần long tộc. Làm biếng chơi round 2 chấm eco có 3 chấm trời chơi à? À, làm biếng hả? Level 5 10 tiền. Ủa, hình có gì có 2 ấn thế này. 2 ấn thế này là 1-2 tiền là vẫn win chứ gì nữa. Trâu như quỷ. Vừa trâu vừa chơi. A xe ơi, gọi nhiều lắm rồi đấy nhá. Hay mình làm phép gọi từ nãy đến giờ đấy. Làm phép. A xe ơi, chưa ra luôn hả? Rô một cái hả? Ai à, sao vậy trời? Sao vậy ta ơi? I love you TFT rồi à? Lulu độc ác chưa cái gì đấy? Cặp đôi siêu cứng à? Cặp đôi siêu cứng mà không triển khai hai bản sao đi bạn. Ôi, một trận thắng free. Một trận thắng vừa gì tốt. Trứng nở ra xe luôn này. Đừng có nở ra cho em con khác nha. Rồi ông nào có veo cọc ở đây. Asura ở đâu? Hoàng tử. Hoàng tử kết bạn. Hoàng tử ADD. Ra chưa? Đây. Nó phải thế anh em ơi. Nó phải thế. 5 năm Long Dragon. Long Dragon. Đợi nâu nắm rồi. Chắc phải lên 6 luôn anh em nhé. Vội rồi. Vội nắm rồi. Lên chưa? Thôi chắc không lên. Lên 6 rồi chết. Gì đây? Lại một cái thìa. Ui rồi ôi. Quý hóa quá. Đúng lúc đang cần. Đúng lúc là đang cần anh em ơi. Nghe bạn hai con Riven thì tiếc thế. Bạn Riven hơi tiếc anh em nhỉ. Bốn mươi tiền. Hoàng tử ADD lên level 6. Quyết định là chơi hai ấn thiên thần chứ không chơi ấy à? Không chơi thêm một slot rồi. Hello bố Hư Gaming nha. Tầm này vẫn còn sớm ấy chứ. Khỏe thế. Ui. Năm long tộc. Thêm một slot đi. Anh em gọi là có hai thì thêm một slot là an toàn nhất này. Vào để bất hoại. Đói. Giao kèo ám muội. Người đã hỗ trợ giao kèo ám muội. Lấy này đi. Chúng ta sẽ chơi X3 Yasuo. Yasuo cầm Sojin hơi phế vật. Ở giai đoạn này thì mình thấy là có thể đép bằng một con Yasuo 2 là cũng ấm rồi. Cái gì đây? Ông nào có ke le rồi đấy? Láo nhở? Ui, Nhật Quang.
Ai à, chúa tể cây le hình như vẫn đang tính bán máu để lấy kháng phép. Lắp thêm thiên thần rồi. Nhật quang làm biếng chơi game. Mà quay trở lại một game một cái lại có cây le thế này. Như thế thì mình cũng muốn làm biếng quá anh em ạ. Cũng muốn nghỉ ngơi một xíu. Tập này là đau lưng quá. Nhìn thiên thần cứ liên tưởng tới vua thiên thần music à. Music đi ngủ rồi, chắc bị ganh rồi em ạ. Ôi Galio tới chơi luôn nè. Thì có Su. Su chúa tể 5.5. Su bảo thích chơi 5.5 hơn cả ấy luôn mà. Hơn cả mùa 12. Hộp dụng cụ sát thủ à. Ôi Asura. Hộp dụng cụ sát thủ này chút nữa mà con Nunu nó cầm nó đấm. Di chuyển kinh lắm anh em ơi. Đấy à, nó bay kìa. Ôi. Nó bay. Anh em mà không lắp hai cái thì à. Thôi tôi out top mất rồi. Sớm mà tầm này cái gì đã out. em xin sao mà dễ xin thế à? Sao mà xin dễ thế à? À nổ hũ leo danh ơi. Ai cho mà xin dễ thế? Fit đồ stick. Quân đoàn. Hai em trứng vàng. Hai em trứng vàng ngon anh em ơi. Ô, ông nào có hai trứng vàng to thế. Ui, hai trứng 4 và trứng 5. Ai à. Ra rồi này thế giới thế. Một quả trứng 4, một quả trứng 5 luôn. Sao mình không có trứng nào nhở, trứng to nhở. Hasugi. Nổ ra giáp chết thì hỏng à. Giáp chết thì mệt luôn này. Mùa 10 à? Cái gì đây? Cho tôi cái gì đây? Huyết kiếm. Huyết thần kiếm cũng được. Gương này chắc mình sẽ nhân bản hai con này đi. Ra xua bùa xanh. Hai fiddle stick. Nhật quang có cả cuồng đao ánh sáng luôn à. Đồ có vẻ quá là thế giới rồi. Bảo xem nào. Tuyển nhân sự. Tầm này lắp ấn sớm thì bây giờ khổ rồi. Ấn sớm là không có slot rồi. Với chúc phúc ra cái gì nhở. Chúc phúc game này mà anh em mình có thêm ba cái ấy thì đẹp. Asagi.
Yasuo Hasagi. Ui, anh đỡ ra vần. Một cái BF Raven luôn anh em ơi, Raven huyết kiếm. Nhưng mà tôi Yasuo tôi bán mất một con rồi, bây giờ Ron có ra Yasuo 3 được không nhỉ? Nhưng mà cảm giác như Yasuo 3 vẫn khá là cùi bắp. Khá là cùi bắp. Nhiều đồ thủ này. Gì đây? Ôi rất là nhiều tiền luôn. Cái map này mà chơi Yasuo 3 thì mình thấy là khá là lãng phí đấy. Lãng phí đúng không anh em? Tăng dư quân đoàn. Từ ADD anh em lựa chọn thiên thần nhiều nhở. Anh em lựa chọn thiên thần là hơi nhiều đấy. Rồi bây giờ là 3 Yasuo. Như nào? Như nào hoàng tử ơi? Gấp 3 Yasuo, gấp 3 canxi. Cái này đi anh em ạ. Chúng ta sẽ cố gắng lên cấp 10 sớm. Ôi. Xem chúc phúc nào. Một vương miện rồi này. Ôi. Tập này phải có búa rèn. Rồi Lulu độc ác cá cuống rồi. Nhiều nhiều đồ có cá cuống rồi. Cá cuống. Thêm một giáp chết à. Xem Lulu độc ác nào. Đeo cót 2. Ui rồi, khạc kìa, khè kìa. X3 Yasuo đây. X3 Yasuo. Gấp 3 canxi. Bây giờ sĩ nhân có 5 long tộc chưa? Chưa có 5 long tộc. Nhân tầm này chưa có 5 long tộc thế là khó chơi rồi. Nhưng mình lên con gì rồi nhỉ? Ai à, Garen 2 à. Garen 2 là hơi mệt này. Ui, hai vương miện rồi, ra rồi này, hai vương miện rồi. Xem nhật quang nào. 3 ấn thiên thần à. 8 thiên thần rồi. Bây giờ quan trọng thì sẽ cần phải là level 10. Đeo cót khỏe thế. Đeo cót khỏe thế. Đeo cót cây ne khỏe thế. Ui, gờ quen anh gấu. Gờ quen anh gấu. Mất anh gấu rồi.
Mất luôn Ivern rồi. Mất luôn Galio rồi. Mất luôn BF rồi. Còn cái đai máu thôi. Một mét vuông có hai nhà chơi thiên thần. Yuen à. Ace. Cho Yuen vào đây đi. Hai Lucy. Xếp nhờ cạnh này chúng ta sẽ được giảm sát thương nhận vào nhé anh em nhé. Cái tộc hệ búp bê. Búp bê nào là xinh đẹp. Long tộc mạ vàng, xách hai đồ ánh sáng. Quỷ đấy. Một cắt. Ôi máu ghê thế. Ôi. Ôi 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 hồi máu ghê đấy. Rách bùa xanh có 10 mana thôi anh em ơi. Cái con cầm ấn à. Con nào cầm ấn nhỉ? Rail. Anh quên đổi ấy. Quên đổi. Làm cái mã tà thần này cũng được. Chơi 11 thiên thần luôn à. Quá nhiều thiên thần rồi. Asura. Asura có anh gấu rồi. Nhìn lực hơn hẳn. Ui. Asura khỏe lắm anh em ơi. Ô, Sion cầm cái ấy đâu? Sion cầm cái trang bị dịch chuyển đâu? Vai cả nồi 41 máu, sao phải là 40 đi? Sao phải là 40 đi anh em? 41 mới nhục. Bây giờ mới ra chừng 4. Raven. Ô cái gì đây? Hai nhân bản cỡ lớn. Game này. Ai đây? Thiên thần Nhật Quang à? À, thiên thần hoàng tử ADD. Ôi, chưa được, chưa được. Chưa được.
thần bí ẩn. Anh em mình chờ trứng nở thôi. Lulu độc ác. Ác độc, ác độc, độc ác. Ác độc, độc ác. Ui, Lulu độc ác này mạnh thế. Anh à. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ui. Đẹp đấy. Anh em muốn mua nick Akali này thì inbox cho mình nha. Bây giờ mình mới nhặt được cái chúc phúc anh em ạ. Ui, cái này thế giới à? Ui, khỏe thế. Nhật Quang 10 chưa? 10 thiên thần rồi anh em ơi. Mà không được rồi. Anh mình lên con gì đây? Không có... không biết lên con gì đây. Gấu 2, thuật sĩ. Ok Thiên Bảo ơi. Thế mày chắc anh chơi thêm một trận nữa. 18 máu đi luôn à. Có gì mà bất ngờ thế. Ok Bá Huỳnh ơi. Anh em thiên thần nhiều quá nhỉ, hoàng tử AD cũng 10 thiên thần rồi anh em ơi. Chịu đấy. 10 thiên thần lỗi quá. Châu chưa? Ui, xịt ăn cướp luôn. Mình chỉ cần sống được một round nữa thôi. Giúp mình với. Ok chưa anh em ơi? Ok chưa? Say my name. Say my name. Quen 3 sao. Đồ thế giới. Khéo mình phải cho 2 ở quen 3 cho anh em vừa. Ghét anh em.
hai người quen ba cho anh em khóc luôn đi. Tầm này giận anh em lắm rồi. Anh em chả giúp mình gì cả. Đã xin anh em một game để thở thôi mà anh em không cho. Ghét anh em à. Giận anh em lắm rồi. Ok quân đẹp trai ơi. Đủ chưa anh em ơi? Anh em đang xem thì dập nát cái nút like đi. Dập nát cái nút like đi. Sao không lấy hai à? Bây giờ cái đấy thực sự không quan trọng nữa rồi. Bảo ơi, điều quan trọng bây giờ ấy là ai sẽ là người về nhì thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ. Chị em song sinh chưa? Chị em song sinh chưa? Ui xinh thế. Tầm này phải lên rel 4 sao. Huyết trượng tha hóa cho Gwen à. Thế thì hơi bị đẳng cấp rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Nó cắt. Ông này múa kinh đấy nhờ. 400 giáp. GG. Các bạn nào đang xem thì đừng quên là dập nát nút like nha em ơi. Thank you tất cả là 500 anh em.